Xin kính chào các bác yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay thì em lại có những giò đơn thân rất là đẹp. Ở trước màn hình thì nó là một cái giò hoàng tam bảo nhé. Cái hoa của nó là hoa màu cam, hoàng tam bảo hoa cam lửa hay còn gọi là quế tháng tư cam lửa các bác ạ. Đây, quế hoa vàng, đấy, hay còn gọi quế hoa vàng siêu đẹp. Và em chia sẻ các bác một cái dề tác phẩm. Các bác anh chị mình sưu tầm thì liên hệ qua số 0977 842 981 các bác nhé. Đó là số Zalo, các bác có thể kết nối gọi điện trực tiếp. Đây ạ, trước màn hình là một cái dề siêu to lá xếp chân dép này. Đấy, bản lá nhựa. Đó, siêu chất lượng nha các bác. Nó một cái giò lan mà cái khuôn hoa của nó đẹp hơn cả hoàng nhạn các bác ạ. Chia sẻ các bác mã số là T1 nhá. Mã số là T1 thì em chia sẻ các bác cái siêu phẩm này với giá là bằng 2.380.000 các bác ạ. Các bác nhìn một cái giò lan phải nói trấn thủ vườn thì các bác dinh cái giò này cho em, nó quá là tố chất. Bản lá nhựa nhá. Một cái dề lũa lâu năm phải nói rất là đẹp. Đấy. Chia sẻ các bác bằng 2.380.000. 2.380.000 các bác nhá. Em có duy nhất một giò lũa thôi. Đẹp lắm, bản lá nhựa siêu VIP này. 2.380.000 các mã số T1 các bác ạ. Còn đây là mã số T2 nhá. Và T2 là một cái dáng chậu rất là đẹp, bản lá nhựa. Đấy, thân còn đẹp hơn cả thân quế các bác, mã số T2 này. Em chia sẻ các bác bằng 300.000 các bác nhá. 300.000 cho mã số là T2 các bác ạ. T2. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một giò kiều Sơn La nhá. Rất đẹp các bác ạ. Một em kiều tím Sơn La mà mùa mưa bắt đầu xuống, các bác nhìn thấy nó đang tụa mầm tơ rất là nhiều luôn. Đây. Đấy, chia sẻ các bác 1.280.000 kiều tím Sơn La. Và mã tiếp theo của em thì là một chậu kiều tím Yên Bái. Xả cho các bác nhà mình nốt bằng 1 triệu các nhá, 1 triệu cho em kiều tím Yên Bái ạ. Đây ạ, và trước màn hình thì em có một siêu phẩm quế tím các nhá. Đây là hàng dề. Đấy, quế tím thì nuôi rất là lâu. Đẹp các bác nhá. Đây là dòng dáng hương rất là thơm, đó là quế tím. Chia sẻ các bác một dề quế tím bằng 480.000. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một dề quế nhé. Đây là hàng quế, nó gần như là cục nguyên bản các bác, đẹp lắm. Đây mẹ bồng ba con này. Ba mẹ bồng ba con các bác, năm vòi hoa nhá. Năm vòi hoa của quế Hòa Bình. Đó, chia sẻ các bác cái giò này với giá bằng 860.000 các bác ạ. 860.000 cho mã số A1 quế trắng tháng 8 nhé. Quế trắng tháng 8 các bác ạ. Và tiếp theo vẫn là một dề quế. Đây, đây là một dề quế trắng này. Cái này thì nó lại là hàng dề các bác, hàng dề. Đối với mã số Q3. Đây Q3 cả một dề quế to như thế này các bác này. Nó để quá nhiều con các bác ạ. Đây hoa thì vừa tắt xong. Quá nhiều con, hàng dề tác phẩm nha. Em chia sẻ các bác siêu phẩm dề quế trắng có mã số Q3 thì với giá là bằng 1.680.000. 1.680.000 cho mã số Q3 các bác ạ, Q3. Đấy, và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một siêu phẩm. Đây. Kiều tím của vùng miền Thanh Hóa nhá. Đây trước màn hình là một siêu phẩm kiều tím, các bác nhìn cho em cái gì kiều tím lá mít, chất lượng hàng khủng. Đấy, các bác có sưu tầm trấn thủ vườn những cái siêu phẩm này thì lại kết nối Zalo cho em. Hoặc cứ alo trực tiếp qua số điện thoại mà bên em đã ghim trên bài rồi đấy ạ. Siêu phẩm kiều tím khủng em chia sẻ các bác bằng 6.480.000. 6.480.000 siêu phẩm kiều tím Bắc của vùng miền Thanh Hóa lá mít nhé các bác, lá mít. Em một cái giò kiều tím lá mít phải nói là bao phê đỉnh. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một giò quế. Đây. Trước màn hình nhá thì nó là một cái giò quế hoa xanh các bác ạ, hoa xanh. Đấy, các bác sưu tầm thì alo cho em, đây là cái dòng hoa xanh cốm. Mà ở mọi like thì các bác đã xem ở những cái giò mà nó nở hoa rồi các bác. Đây là cái khuôn hoa xanh cốm các bác này. Rất thơm các bác nhé, rất là thơm luôn. Đấy. Chia sẻ các bác một dề quế hoa xanh cốm, quế xanh. Dề này đẹp lắm các bác, tán tròn. Chia sẻ các bác cái dề này 1 triệu. 1 triệu các bác nhé, 1 triệu siêu phẩm quế xanh. Đây một siêu phẩm quế xanh các bác, 1 triệu. Rất to và đẹp các bác ạ. Tán tròn siêu đẹp nha. Mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một dề quế tháng 8 của Hòa Bình. Bản lá con này 6 sen đi các bác này. À, bản lá 6 sen, phê chưa? Đó, chia sẻ các bác mình mã số là AE1 các bác nhé. Mã số 1E. Một siêu phẩm quế Hòa Bình bản O nhá, chất lượng. Chia sẻ các bác cái giò quế Hòa Bình mã số 1E bằng 1.860.000 các bác ạ. 1.860.000 cho mã số 1E các bác nhá.
Bác nhìn nguyên cái cây tố chất này về, các bác chỉ cần tách đơn thân mọi người lên một cái chậu đơn thân. Đó, nó tầm 1,6 triệu rồi. 1,6 triệu, 1,8 triệu một thân. 1.860.000 các bác ạ. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một chậu cáo trắng nhá. Cái chậu này thì đỉnh quá các bác này, bản lá này. Này vừa mưa xuống lá nở rất đẹp. Cáo trắng cho cái mã số 2 bằng 680.000 các bác ạ. 680.000. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một chậu cửu bảo tiên nhá. Này, nó nắng. Đó, trước màn hình thì em có một chậu cửu bảo tiên như hình này, 3 cây các bác ạ, mã số 1. Đây là cái dòng dáng hương cửu bảo tiên. Chia sẻ các bác một chậu 3 cây tác phẩm với giá là bằng 800k các bác ạ. 800k, đây là cửu bảo tiên cho mã số 1 nhé. Mã số 1 đây, mã số 2 này thì đang nụ các bác này, đang bắt đầu nụ. Đó, bây giờ mới bắt đầu nụ các bác ạ. Và những cây tiếp theo này của em nó cũng đang mở cái lá rồi và chuẩn bị nụ. Để các bác mình dinh hoa đón Tết ạ. Cây này thì chơi chuẩn Tết luôn nha. Đó, chia sẻ các bác cái mã số 2 bằng 1 triệu ạ. 1 triệu. Đây là cửu bảo tiên các bác này. Hoa của cửu bảo tiên rất đẹp các bác ạ. Bông rất là to nha, thơm lắm các bác ơi. 1 triệu nha cho mã số 2 cửu bảo tiên ạ. Và mã tiếp theo em mời các bác ngắm một chậu chồn trắng nha. Mã chồn trắng nó quá đẹp các bác ạ. Chồn trắng này thì em chia sẻ các bác mã này bằng 580.000 các bác ạ. 580.000 cho một chậu chồn trắng nha các bác. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu chồn đỏ. Đấy, đây chồn đỏ các bác này. Đây, chồn đỏ các bác thấy cổ lá nó đỏ y chang như vậy nhá. Dòng đấy rất ít, em còn chậu này là chậu cây to. Cây to nhá. Mã này chia sẻ các bác bằng 500k các bác, 500k cho chồn đỏ nhá. Đấy, các bác nhìn những cây chồn đỏ này. Đó, chuẩn hàng rừng, hàng này ngày xưa sưu tầm từ cái thời va nó đắt lắm các bác. À, từ thời va nó đã rất là đắt rồi. Nên em chia sẻ các bác cái chậu chồn đỏ này với giá là bằng 500k các bác nhá. Nó 500k cho cái chậu chồn đỏ. Rất là đẹp. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu hoàng nhạn A3 hoa xanh lưỡi trắng ạ. Đây. Bác nhìn cho em nó đẹp chưa? Đấy, lá mít nha. Đây. À, em xin lỗi, đây là cái chậu coqui hoa vàng các bác. Em xin lỗi các bác, đây. Trước màn hình là một chậu coqui hoa vàng cả nhà mình nhé. Em chia sẻ các bác cái chậu coqui hoa vàng. Và tiếp theo thì lát em sẽ chia sẻ các bác một chậu nhạn hoa vàng lưỡi trắng á. Em xin lỗi, đây là một chậu coqui vàng. Đẹp lắm, thơm lắm các bác ơi. Đây là một chậu coqui hoa vàng này. Siêu đẹp các bác ạ. Đây là coqui vàng. Rồi, em chia sẻ các bác mã này là bằng 420.000 các bác. 420.000 cho một chậu coqui vàng nhé. Coqui hoa vàng. Và tiếp theo em mời các bác ngắm một cái dề chồn trắng. Đấy ạ, trước màn hình này nó là một cái lũa to, đẹp chất lượng. Một lũa chồn trắng củng. Chia sẻ các bác bằng 1.480.000. 1.480.000 cho một cái giò chồn trắng khủng nhá. Đây, siêu phẩm chồn trắng khủng các bác ạ. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái cây nhạn. Hoàng nhạn này nó là hoàng nhạn 4N các bác ạ. Siêu phẩm nhạn 4N nhá. Em mời các bác ngắm một cái cây phải nói là tiềm năng tố chất, 15 cặp lá. Nó bị bể lá các bác này, cây này do nó bị bể lá này, nứt. Đó, về các bác bôi tí keo trắng ở đây. Nó liền, nó rất đẹp. Bản lá to, cái con này nứt sẹo này là nó. Đấy, từ ngày xưa bên Thái về nó đã bị nứt này các bác thấy không? Nó có làm sao đâu. Đẹp nhá, con này không những dáng đẹp mà cái form cây phải nói lá mít rất là tròn. Một cây hoàng nhạn 4N em chia sẻ các bác bằng 1.450.000 các bác ạ. 1.450.000. Một cây hoàng nhạn 4N nhá, tại vì em có một cây thôi. Và mãi tiếp theo thì em mời các bác ngắm những cây củ lao minh. Đấy, hôm nay thì em cũng còn vài cây các bác ạ. Củ lao minh đây là mã số 2 các bác, mã số 2. Đấy, đang chuẩn bị nở các nhà, hoa xanh lưỡi trắng này. Bắt đầu khung chuẩn bị nở các bác, cây này bằng 260.000 mã số 2. Đây là mã số 3 các bác, mã số 3. Mã số 3 thì bằng 250.000 ạ. Đây là mã số 4 các bác, mã số 4 bằng 230.000 nhá. Mã số 1 bằng 250.000 ạ. Và đây là mã số 5. Nó lỗi lá các bác này, nó sale các bác cây này 140.000 các bác, 140.000. Củ lao minh các bác nhá, đây nó hơi thiếu nước một chút thì cây rừng bóc về ấy, thì nó không thể tươi đẹp như những cây cây mà
hàng thuần được các bác nhé, nên các bác về ngâm B1 chừng 30 phút rồi các bác vớt lên treo ngược rễ để cây nó tươi tỉnh trở lại, nó có dưỡng chất, rồi các bác treo ngược rễ tầm 2 đến 3 ngày các bác ghép nha. Đấy, em chia sẻ các bác những cái giò đơn thân. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái siêu phẩm kiếm xanh Huế. Đây. Một giò kiếm xanh Huế tác phẩm siêu to các bác này. Đấy, một chậu phải nói là siêu to khổng lồ, bản lá 7 sen đây các bác. Bản lá 6 sen hơn đến 7 sen đấy các bác ạ. Quá to và đỉnh này. Bao mê được chưa ạ? Dạ, một chậu kiếm xanh Huế tác phẩm nhá. Chia sẻ các bác thì mình trên like ngày hôm nay. Đó là siêu phẩm kiếm xanh Huế. Nói chung là thân thì chắc chắn là không đếm xuể các bác ạ. Toàn bộ là củ to mông lớn nha. Các bác ngắm cho em cái chậu xanh Huế tác phẩm. Đó, em chia sẻ các bác một tác phẩm xanh Huế khủng với giá là bằng 3 triệu ạ. 3 triệu các bác nhá. Nói chung là giá thị trường thì vẫn dao động tầm 450 một măng. 450 một măng các bác ạ. Đấy, ngày xưa Lan Va tiền tỷ này. Top tứ đại danh kiếm. Ngày xưa các bác đã từng mua 80 triệu một măng, 70 triệu một măng. Hôm nay sale cả nhà mình nha. 3 triệu một chậu khủng các bác nhá, 3 triệu. Một siêu phẩm xanh Huế tác phẩm 3 triệu. Và mã tiếp theo em mời các bác ngắm một cây hoàng nhạn Gia Lai. Đây mã số 9. 1.800.000 các bác ạ. 1.800.000 cho cây hoàng nhạn Gia Lai tháng 8 mã số 9 nhá. Và tiếp theo là mã số 2. Hoàng nhạn Gia Lai cây nguyên bản mã số 2, bản lá rụt to. Cái này nó đuôi mất vòi chuẩn hoa cho các bác là các bác ok. Đúng không ạ? Này, lá rụt bản lá siêu to nha, cổ lá tròn. Con này chia sẻ các bác 1.500.000 các bác, 1.500.000. Nhận Gia Lai tháng 8 mã số 2 nhá. Tiếp theo là mã số 1 các bác. Này, một cây tố chất cũng vẫn là một cây nguyên bản. Nó chia sẻ các bác cây này 1.380.000. Này, không bỏ một cái lá gốc nào luôn các bác. Đây, hoa của nó cánh màu xanh các bác, hôm nay bắt đầu hé hé. Xanh cốm luôn nhá, xanh cốm. Chia sẻ cây này 1.380.000 mã số. Mã số 1 các bác ạ, mã số 1, 1.380.000 cho một cây nhận Gia Lai nhé. Mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái dề da da rất là đẹp các bác, đang đi nụ như này, nụ này. Đang bắt đầu phun các bác đây, đang bắt đầu phun nụ này, mầm tơ nó tủa rất là đẹp. Đó, có những bác mà anh chị chẳng biết ghép như thế nào, nó cứ đuôi. Đấy, nhà em nuôi rất là tự nhiên, chưa một tí phân nào nha. Chia sẻ các bác cái mã này là mã số 2, bằng 260.000 ạ, 260, mã số 2. Đây là mã số 1 nha. Mã số 1 chia sẻ các bác bằng 250.000 ạ. 250.000 cho mã số 1 các bác nhé. Nhiều màu hoa lắm chứ không phải một màu đâu các bác. Một giò thường thường có 3 màu hoa các bác ạ. 250.000 cho mã số 1. Đó, ngoài ra thì em mời các bác chiêm ngưỡng một cái giò đầy quế tác phẩm nguyên bản đẹp lắm. Đó, tiếp theo thì em lại mời các bác ngắm thêm một cái chậu coqui. Đây, trước màn hình là một chậu coqui xưa nhé. Coqui tím xưa rất đẹp. Nó bị cháy mất hai cái vết lá các bác. Đây, một lá bên đây nhé. Một lá bên đây xém nắng nữa các bác. Rồi. Một chậu coqui xưa tác phẩm. Thì em chia sẻ các bác cái siêu phẩm này là bằng 350.000. Còn đây là một cái chậu hoàng nhạn A3 hoa xanh lưỡi trắng. Rồi. Đây là hoàng nhạn A3 hoa xanh lưỡi trắng các bác ạ. Đây em mời các bác ngắm. Cái khuôn hoa của hoa xanh lưỡi trắng các bác nhé. Đẹp lắm các bác ơi. Xanh cốm lưỡi trắng. Đó là một cây nhạn A3 VIP. Em chia sẻ các bác bằng 420.000 các bác ạ. 420.000 nhá. Siêu phẩm hoàng nhạn A3. Và mã tiếp theo thì em quên mời các bác ngắm một giò quế nguyên bản. Đây. Trước màn hình là một giò quế tác phẩm một mẹ bồng 6 con các bác ạ. Quế Hòa Bình đơn thân. Cái mã này thì chia sẻ các bác mình bằng 4.580.000 các bác ạ. 4.580.000 nhá. Cho siêu phẩm quế Hòa Bình hàng nguyên bản một mẹ bồng 6 con các bác, nhìn bản lá chất nó to chưa? 4.680.000. 4.680. Đó, các bác anh chị sưu tầm thì cứ kết nối trực tiếp qua Zalo hoặc gọi điện đến số 0977 842 981 để được mua hàng các bác nhé. Và em mời các bác ngắm siêu phẩm một cái giò quế phải nói là độc nhất vô nhị miền Bắc. Đó là một dề nguyên bản. Một cái dề mà đã từng đi thi hội lan rất là nhiều năm rồi. Đấy, cũng đã đoạt giải rồi. Cái thời Hoàng Kim thì khách cũng trả tới 48 triệu rồi. Nhưng hôm nay em sale và cắt lỗ các bác cái giò này. Đó. Có thể là bình thường này thì giá thị trường rất là cao. Nhưng mà gọi là hôm nay em cắt lỗ cho cả nhà mình nhá. Còn đối với cái giá bán của nhà em đưa ra thì nó cũng rơi dao động tầm 18 triệu. Nhưng em sẽ sale các bác cái giò này bằng 9.680.000 các bác ạ.
9.680.000 cho siêu phẩm quế hàng nguyên bản như này các bác nhé. Một mẹ bồng không biết là hàng bao nhiêu con. Nói là bản lá xếp nhựa đẹp. Mã số này là mã số A50 quế nguyên bản các bác ạ. A50 bằng 9.680.000. Tiếp theo một cây quế đơn thân thì em chia sẻ các bác bằng 580.000 các bác. Mã số là Q1. Đây em có cái chậu bệt này. Một chậu bệt kỳ hoa này em thanh lý các bác 268.000 này. 268.000 một chậu bệt kỳ lân em thanh lý cả nhà mình 368.000 các bác nhé. 368.000 đấy. Đây quế dề này. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái hàng siêu phẩm như là quế tháng 8. Rồi là quế xanh. Quế xanh thì chia sẻ các bác cái giò tác phẩm to này bằng 1 triệu nhé. 1 triệu. Còn rất là nhiều những cái mẫu lan đẹp. Các bác anh chị sưu tầm thì kết nối trực tiếp qua Zalo giúp em nhé. Em xin cảm ơn tất cả các bác ạ.